Cách rước lễ tốt nhất. Chúng thường dễ mắc sai lầm khi chúng ta lên rước mình Thánh Chúa. Chúng ta đừng cầm lấy, chộp lấy hay đớp lấy mình Thánh Chúa, nhưng thay vào đó, chúng ta hãy đón nhận mình Thánh Chúa. Hiểu ý nghĩa thần học của việc rước mình Thánh Chúa, chúng ta không cầm mình Thánh Chúa, nhưng chúng ta hãy hoàn toàn mở lòng ra và cảm nhận món quà ân sủng tuyệt diệu này mà chính Chúa Giêsu đang hiến dâng cho chúng ta. Vậy nên khi rước lễ, chúng ta nên nhẹ nhàng, ý thức mở miệng ra và đón lấy, hoặc như Thánh Cipriano Jerusalem sống vào thế kỷ thứ tư nói rằng, khi chúng ta lên rước lễ, chúng ta hãy vòng tay lại theo hình một ngai tòa để sẵn sàng rước lấy vị vua vĩ đại. Câu nói này thật tuyệt vời, nhắc nhở chúng ta tỏ ra sự tôn thờ đúng mực khi chúng ta đón nhận bí tích cực trọng này. Bởi vì người Công giáo xác tín rằng Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện cả nhân tính và thiên tính trong bí tích thánh thể. Do đó, chúng ta tỏ lòng suy tôn bằng việc cúi đầu khi đến gần vị thừa tác viên trao mình Thánh Chúa. Không cúi mình thật sâu, cũng không bái gối hay gật đầu hờ hững. Và chúng ta nên cẩn trọng đừng đứng quá gần, sẽ bị đụng khi chúng ta cúi đầu. Cách tốt nhất là chúng ta nên cúi đầu trước khi chúng ta là người kế tiếp nên rước lễ. Ở xem xét đến tâm tình suy tôn và một vài cách thực hành khi đã nhận bí tích thánh thể, kế đến khi rước mình Thánh Chúa bằng tay, chúng ta đừng để tay như kiểu cánh cửa kéo, sẽ dễ làm rớt mình Thánh Chúa. Hoặc nếu tay chúng ta cầm quá nhiều thứ thì đâu còn chỗ cho Chúa nữa. Hoặc nếu tay chúng ta quá bẩn thì cách tốt nhất hãy rước mình Thánh Chúa bằng miệng. Còn khi rước lễ bằng miệng, đừng làm cho thừa tác viên cho mình Thánh Chúa bối rối không biết đặt mình Thánh Chúa ở đâu. Nên chúng ta hãy mở miệng và đưa lưỡi ra. Khi rước máu Chúa, chúng ta hãy nhận lấy chén từ tay thừa tác viên và chúng ta uống một cách chậm rãi từ từ. Biết hầu hết những lời cầu nguyện chung trong nhà thờ là những lời mang tính đối thoại. Khi rước lễ cũng có những từ đối thoại giữa bạn và linh mục, hoặc phó tế, hoặc một thừa tác viên ngoại thường cho mình Thánh Chúa. Những từ đối thoại này rất đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Mình Thánh Chúa Kitô. Có một lý do tại sao bạn phải nói từ Amen mà không nói từ khác như cảm ơn hay là rất tốt. Amen là một từ mang nhiều ý nghĩa hơn chúng ta tưởng. Khi chúng ta nói Amen, nó không có nghĩa là đúng hay là vâng. Nhưng khi thừa tác viên nói mình Thánh Chúa Kitô và chúng ta thưa là Amen, thì nó có nghĩa là chúng ta tin đây thực sự là mình Thánh Chúa Kitô. Và khi chúng ta thưa Amen, nó cũng có nghĩa là vâng, con tin. Con cũng là một phần trong thân thể của Chúa Kitô. Và con sẽ nhận Chúa vào trong trái tim và vào trong cuộc đời con trong suốt tuần này. Amen. Bạn có thể cảm thấy hơi ngại ngùng khi lần đầu tiên nói từ Amen, hay thậm chí khi bạn cũng đã nhiều lần nói từ này. Nhưng bạn đừng quên nói Amen khi lên rước lễ. Hãy nhớ rằng đây là một cuộc đối thoại trong cầu nguyện với bạn và chính Chúa Kitô. Cuối cùng, hãy giữ khoảng cách vừa phải để thừa tác viên có thể trao mình Thánh Chúa tới bạn. Bạn đừng đứng quá gần thừa tác viên. Để kết luận, bạn đừng quá lo lắng về những gì chúng ta vừa nói nãy giờ, bởi vì bạn có thể không hoàn hảo, hoặc bạn có thể không hiểu hết tất cả giá trị của việc chúng ta rước lấy mình Thánh Chúa vào trong lòng mình. Nhưng chúng ta hãy tin rằng Chúa Giêsu sẽ bù lại tất cả những thiếu sót của mỗi người chúng ta.